Tin Trung Quốc Tín hữu Trung Quốc sống tháng Đức Mẹ theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong tháng Năm kính Đức Mẹ giữa đại dịch, các tín hữu công giáo Trung Quốc thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ. Đây là nét đặc trưng của các tín hữu Trung Quốc, nhưng mãnh liệt hơn qua các sáng kiến như là phương pháp viếng thăm của Đức Maria, năm gia đình, Tất cả những điều này được cảm hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco để đồng hành với các gia đình trong thời gian khó khăn bởi đại dịch virus corona. Về sáng kiến phương pháp viếng thăm của Đức Maria, ngày đầu tháng 5, tại nhiều đền thánh dân kính Đức Mẹ lên trời rải rác ở Trung Quốc, các tín hữu không thể hành hương kính viếng Đức Mẹ, tuy nhiên họ không nản trí hay đầu hàng. Các cộng đoàn đã quyết định đón tiếp Đức Mẹ theo phương pháp thăm viếng nghĩa là các gia đình luân phiên đón mẹ vào nhà mình để cầu nguyện trong từng nhóm nhỏ, cùng đọc kinh mân côi với những người lân cận, gia tăng kinh nghiệm đức tin qua tình yêu gia đình. Tổng giáo phận Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, mời gọi các tín hữu cầu nguyện tại gia đình và nhấn mạnh rằng, theo cách này, đại dịch không ngăn cản chúng ta thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng đến đền thánh Đức Mẹ Kiện Sơn tại làng Hồ Trang, nơi kỷ niệm 125 năm xây dựng nhà thờ dân kính Đức Mẹ Lộ Đức. Về sáng kiến năm gia đình, ngày 30 tháng 4, Giáo phận Bắc Kinh đã gửi thư mời gọi tất cả các linh mục và tín hữu cổ võ một năm gia đình đặc biệt, được cảm hứng từ thư của Đức Thánh Cha Francisco Cô gửi các tín hữu, nhân dịp tháng năm và từ tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu gia đình. Trong tháng này, Tổng giáo phận nhắc lại tầm quan trọng của việc gìn giữ sự hiệp thông giáo hội trong các cộng đoàn riêng lẻ và với giáo hội hoàn vũ. Trong những thời điểm này, khi các liên hệ vật lý trở nên phức tạp bởi các biện pháp cần thiết để chống lại sự lây lan của virus corona. Thánh lễ trong thời gian này, người công giáo từ Trung Quốc đã tham dự các thánh lễ trực tuyến hàng ngày được Đức Thánh cha Francisco cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta và các linh mục cũng sử dụng các công cụ kỹ thuật số như WeChat để phục vụ cộng đoàn của họ từ quan điểm mục vụ.